âm ở mức nhỏ để cho mọi người nghe thử âm thanh cái con nào nó hay hơn nha. Và xíu nữa mình sẽ mở âm thanh lớn lên để nghe con nào nó đánh kinh khủng hơn nha. Hiện tại là trời đang sắp mưa rồi. Để trình đáp chép ở mức 60%, âm lượng đang 30. Mình mới để 30% nha, cho mọi người nghe thử. Xíu nữa mình sẽ mở lớn lên. Mình sẽ tìm Bluetooth con đá qua cưa. Hình như có điện thoại Quân Trọng chưa tắt á, nó bay vô Bluetooth liền luôn. Đây, thì bạn thấy cái thiết bị nó mà tại quay điện thoại nó chớp gì chứ. Chứ ngoài là nó không có chớp nha anh chị các bạn. Nó chớp chậm, tức là chưa có thiết bị kết nối còn nó ngưng chớp. Ở ngoài là mình thấy ngưng chớp rồi, nhưng mà trong điện thoại anh chị thấy nó hơi chớp liên tục á. Cái đó là không phải nha, nó chớp chậm, là tức là chưa có thiết bị kết nối còn ngưng chớp. Như vậy nè, là có thiết bị kết nối rồi. Bây giờ tắt Bluetooth hết đó, giờ thoát ra rồi đó, lâu chớp vậy nè là tức là chưa kết nối đó. Bluetooth has been connected. 30 luôn, mở một đoạn nhạc nha. Đó, chắc chắn là con đá qua cưa chúng ta âm thanh nó nhỉnh hơn khi mà để âm thanh 30 rồi. Để mình mở thử một đoạn nhạc test lo bass. Nhạc nhẹ mà nghe thử cái độ trầm, độ sâu của bass mình đang test ở ngoài trời. Đang rất là ồn nha anh chị các bạn. Đó. Lượng đang mới có hơn 30 tiếng thôi. Chắc chắn là vậy ạ.
đây là mic loại nâng cấp đời sau nha. Đời trước thì cái mic nó giống như đời này đó, còn cái đời nâng cấp mới là gần đây là nó có nút chỉnh tần số ở bên trong đây đó, chúng ta sẽ bấm giữ hai nút trong vòng 5 giây nó sẽ chớp và mình tắt cái lo, mình bật cái lo lên đó, mình đưa vô nó sẽ set tần số tránh nhiễu sóng hàng xóm. Ta sẽ dặn vô đây tem bảo hành của micro. Những con lớn thì nó có tem bảo hành micro riêng, con nhỏ thì ít khi có lắm. Nó đầu mic cộng kẽm là rất là chắc chắn luôn. Đây là tần số mic nam 710 nha, mic nữ 735. Bấm giữ 3 giây là tắt mở. Rồi, bây giờ mình sẽ nắp lại luôn. Cái này là mic nữ nè. Chỉnh thử micro nó thử nó đi được bao xa nha. Tại vì phải test nhạc khác rồi, mấy bài này là tại đi xa nó mất wifi á. Nó chưa mất bluetooth mà mất wifi chứ. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra một bài nhạc có lưu sẵn trong máy nha. Ok, nhạc Tết nha. Anh chị các bạn nhớ đeo tai nghe vào cảm nhận độ xa. Cảm nhận thử nha. Giờ trên điện thoại để 50 nha, và trên loa để 50. Rồi để test mic nè. Liên 2 4 6. Đây là cầm 4 cây cùng lúc luôn á ta. Ok, bây giờ anh Tiến sẽ cầm một cây nam của con 5 tấc này với lại một cây nam của con đá hoa cương kia, thử coi cây nào nó đi xa hơn. Và mình sẽ cầm hai cây nữ à, cũng có cái tần số trong đây. Hình như hai con nó xài chung rồi, phải xếp lại. Xếp lại rồi nó xài. Chị các bạn đợi xíu nha. Xếp tần số lại. Mình sẽ xếp đây. Để nó hú lên cái. Tiếng này giờ chúng ta sẽ xét lại nè ha, bấm giữ hai nút bằng phát sóc cho nên nó chớp nó mình bật lo lên, không phải làm gấp, đưa vô bỏ mic lớn lên. Tắt loa kia mẹ nghe tiếng tắt loa kia quên tắt luôn đi, tắt nguồn luôn. Mở nguồn này à, nãy chưa mở nguồn. Rồi mở màn hình nè, bấm giữ hai nút đó, chết xong bật nguồn lên. Rồi đưa vô màn hình, mặt mic lớn lên cho nó hú một cái đó, nó sẽ đổi sang cái số nãy là 701, giờ nó sẽ đổi thành 715.5 rồi. 2 4 6 8. Tại vì hai cái lo chúng ta nó bị cùng tần số á, nên mình xét cho nó khác đi. Xong, tới xếp con lo kia luôn. Xếp ra nhảy cùng thì sao? Để mình cùng. Rồi, ok. Xếp luôn con lo này. Mít chứ con lo gì? Mít. Nó xếp luôn lo kia.
3, 2, 4, 6, 8, 1, 2. Rồi, ok. 3, 4, 5, 6. Để nhẹ nhẹ đi. Giờ test thử mic của hai con. Test mic hai con. Để cho nghe con nào con nào. 3, 2, 4, 5, 6. Tiếng alo tiếng khác mà. Phải biết chứ. Hello khách hàng. Tay phải là cầm mic của Diêm, của con tay trái là cầm mic của con Diêm Đức nha, Diêm Đức năm tấc. Tay phải là của con Hoa Cương nha, phải là Hoa Cương. Bích nữ nè, mình đang cầm hai cái bích nữ nè. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 1, 2. Và chiến sĩ nào sẽ gãy trước. 6 căn nhà là 24 mét, 24 mét mà 4 cái mít vậy bắt tốt quá kinh khủng. Đi 6 căn nhà là tại vì nó đường cùng anh chị bạn, 24 mét rồi, nhưng mà nói chung là vị trí địa lý không cho phép nữa nên đi tới test 24 mét thôi. Nói chung là hơn 24 mét đó anh chị bạn. Bốn cái mít con nào chúng ta đều rất là tốt nha. Rồi, đã sửa một đoạn nhạc bass nè. Nghe thử độ bass sâu. Âm lượng lên 50 nè. Sáng sinh nhật 12/12, có xem nửa đêm 0 giờ đến 2 giờ, giảm 50%. Máy rửa mặt. Ok. 50 nha. Chép lên, tăng bass lên nè. Đó. Đây mình sẽ tăng chép lên nha. Con á thì mình cảm nhận con, nếu mà mọi người cần con sức lớn hơn á thì mọi người xem khảo từ con đá Hoa Cương nha, chắc chắn là con sức nó sẽ lớn hơn con lo năm tấc luôn rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Mọi người mọi thắc mắc mình có thể liên hệ qua hai số hotline 0915486462 hoặc là 0962809867 nha. Mọi cú pháp mọi người có thể tìm hiểu về lo kéo tiso, bấm trên YouTube với cú pháp là lo kéo tiso. Địa chỉ bên mình đang kinh doanh là 448-20-4 Phan Quy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hai số điện thoại là 0915486462 và 0962809867 nha. Và những cái đại lý mình sẽ để phần mô tả bên dưới rồi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc một năm mới nhiều sức khỏe.